Tôi nói thiệt á, diễn tả như quân EP mà các cháu nó đoán được thì phải nói là tuyệt vời. Hôm nay phải cảm ơn bạn An Thịnh rất là nhiều. Trời ơi, sao mà nó hiền dữ, thằng em tôi nó hiền thiệt là hiền. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Về chơi rồi, Christy thôi. Bánh quy sữa Marigold được làm từ sữa New Zealand cao cấp. Câu hỏi của chương trình duy nhất có một câu thôi. Đây là những hoạt động chúng ta hay làm vào ngày Tết. Các con nhớ nha. 3 phút, bắt đầu. Có hai chữ, đến nhà. Xong đó. Chính xác. Có 4 chữ, trước cửa chùa. Câu đối đỏ. Bỏ qua đấy. Có 2 chữ, cầu nguyện. Đi này. Đi là sai nè, đó Phạm Quy nè. Bỏ qua. Có 3 chữ, có cái này này. Trời ơi, có cái này nè. Cầu vừa đủ xoài. Cầu vừa đủ xài. Cúng ăn được. Bỏ qua. Bỏ qua. Có 2 chữ, vặt trên cây. Ở trên cây nè, lấy xuống, mở ra, có tiền. Hai lọc. Đúng rồi. Có 4 chữ này, hay làm với bố mẹ ở nhà. Đúng với nhà rồi, nó sai luôn rồi đó. Ông này ông hiền quá đi thôi đó. Có 5 chữ, thả cá. Đưa ông Tám về trời. Đúng rồi, giỏi. Có 2 chữ nhá, đầu năm này, đến nhà bác này. Lý xây. Vạn sự như ý, làm ăn phát tài, bách niên gia lão. Chúc Tết. Đúng. Tiền này, đưa này. Lý xây. Đúng rồi. Có 3 chữ này, 12 giờ. Đón nhà thờ. Đêm 30. Có 3 chữ này. Bùm. Đốt pháo hoa. Đúng rồi. Có 3 chữ này. Sắm đồ. Con theo mẹ. Chị bán em này. Vào em mua tiếp. Cây này. Bỏ qua. Có 2 chữ. Sư tử. Cuối lầm. Đúng rồi. Có 3 chữ đồ hình vuông màu xanh. Gói bánh chưng. Đúng rồi. Hết giờ. Cảm ơn các cháu, quá giỏi. Căng thẳng quá. Tôi nói thiệt á, diễn tả như quân EP mà các cháu nó đoán được thì phải nói là tuyệt vời. Hôm nay phải cảm ơn bạn An Thịnh rất là nhiều. Trời ơi, sao mà nó hiền dữ, thằng em tôi nó hiền thiệt là hiền. Nó diễn tả mà vậy nè, múa lân. Màn nhỏ biết múa lân thấy ghê không? Xuất sắc thiệt chứ. Đón xem Nhanh Như Chớp Nhí mùa 3 lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh V Giải Trí. Pion luôn ở bên bạn mọi nơi, có trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân, TV thông minh, giải trí mọi lúc mọi nơi. Pion không thể rời mắt.